Bạn có đang lo lắng các vấn đề này? Cơm bị thiêu khi để qua đêm, cơm để qua đêm bị vàng và chảy nước, gạo mua về khó nấu, đổ nhiều nước thì nhão, đổ bớt nước thì lại sống, cơm thì bị lõi xương, cơm nóng ăn thì ngon nhưng mà cơm nguội thì lại cứng, để qua đêm thì lại gạo, hấp lại thì nó nở tét ra, ăn nhạt nhẽo. Gạo mầm đất áp dụng phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại giúp giữ 50% cám trên mỗi hạt gạo, giúp bảo vệ hạt gạo không bị nhạt cơm và lưu trữ lâu hơn. Gạo mầm đất đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ và người già bởi vitamin nhóm B và vi chất. Lúa được sấy bằng phương pháp sấy lúa dài ngày từ 72 giờ đến 80 giờ giúp hạt gạo đạt trạng thái khô ráo, lượng nước trong hạt gạo được cân bằng. Quá trình sấy lúa dài ngày như vậy giúp hạt gạo khi nấu dễ dàng hơn cho cơm dẻo dai, ráo cơm, săn hạt. Cơm nguội để qua đêm vẫn mềm, đặc biệt là cơm nguội không bị thiêu. Gia đình bạn thường xuyên ăn cơm, nhưng chất lượng gạo thì không ổn định là do sấy lúa không kỹ, chất lượng lúa đầu vào không tốt. 90% gạo trên thị trường hiện nay được sấy sát công nghiệp, gạo sát kỹ, không còn lớp cám bảo vệ hạt gạo và bị loại bỏ 90% vi chất và các nhóm vitamin nhóm B. Mua về nhà thì ăn lâu sợ sẽ có mọt hoặc là không còn được ngon như lúc mới mua. Tất cả các sản phẩm từ thương hiệu gạo mầm đất đều đảm bảo và ổn định về chất lượng bởi chúng tôi đã kiểm soát nghiêm ngặt ngay khi lựa chọn nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Gạo mầm đất được đóng gói hút chân không, giúp bảo quản tối đa đến 1 năm, tránh mối mọt mà vẫn giữ được chất lượng tốt nhất cho hạt gạo. Chúng tôi cam đoan đổi trả nếu khách hàng không hài lòng. Hãy nhanh tay đặt hàng để trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi ngay hôm nay để đảm bảo sức khỏe của bạn và gia đình ngay nhé. Hotline 0703 363 678 hoặc tìm hiểu thêm tại website mầm đất.vn. Mầm đất, gạo ngon cho bữa cơm ngon.